Phi thật audio xin kính chào toàn thể quý vị. Vâng, hôm nay em xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một siêu phẩm của hãng JBL, đó là đôi loa JBL model 4343 bản Gold. Vâng, trước màn hình của quý vị, một đôi 4343 bản Gold với thiết kế bên ngoài cực kỳ sang trọng đẳng cấp, được phủ mạ vàng và lam châm cấu tạo bên trong thì toàn bộ là full anico, nên là chúng ta dễ phối ghép ông đi và cho ra cái chất âm rất là hay. Với kích thước khủng, chiều cao là 106 cm, chiều rộng là 64 cm, và chiều dày khi chúng ta đậy cả mặt căng vào thì nó tầm khoảng 45 cm. Và với loa bát là 40 cm, loa trung 25 cm, một họng trung cao trung kèn cho âm thanh cực kỳ hay, và một siêu tép với thiết kế nhìn cực kỳ đẹp mắt. Vâng, thưa quý vị, màu gold là biểu tượng của sự sang trọng và thịnh vượng. Khi chúng ta sở hữu được một đôi loa này bày trong phòng khách thì làm phòng khách của mình thêm phần sang trọng. Vâng, và chất âm của nó thì này cũng là rất là tuyệt vời. Sau đây thì em xin mời quý vị cùng thưởng thức cái chất âm của con loa này. Vâng, em đang đánh bằng một con đầu CD cỏ và một con âm ly Max Sendok 6009. Đây, em sẽ đưa camera lại gần để quý vị cùng xem ngắm kỹ cái đôi loa nó đẹp như này. Đẹp chết tuyệt vời luôn. Thành quách cũng như vậy, rất đẹp. Phi thật audio đang chào bán với giá là 148 triệu. Quý vị nào mà có nhu cầu thì xin mời liên hệ với Phi thật audio qua số điện thoại 0943889788. Vâng, rất mong được giao lưu gặp gỡ cùng quý vị. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.